dọn vệ sinh ở xong là làm cái gì vậy? Hôm nay chính là ngày dọn vệ sinh ở khu phố nhà mình đó. Cả ba và mẹ đều bận việc cho nên mới kêu tụi mình đi thay đó. Nghĩa là dọn vệ sinh là một việc làm tốt mà sao bạn không tham gia? Mình không thích. Ngày chủ nhật thì ở nhà nghỉ, ai lại đi dọn vệ sinh chứ? Tại bạn chưa thật sự hiểu hết đó thôi. Chúng ta phải vệ sinh sông hồ để làm sạch nước. Khi nguồn nước được trong sạch thì các loài sinh vật trên trái đất này mới có thể tồn tại được. Nhưng tại sao chỉ có một mình là phải đi dọn vệ sinh vậy chứ? Chan và Sunio, tụi nó đâu có phải đi đâu. Nhưng bạn phải nên biết là mỗi người phải có trách nhiệm cho công việc của mình. Nguyên nhân làm cho sông ngòi bị ô nhiễm là do các chất thải của con người thải ra đó. Dù bạn có nói gì đi nữa thì mình cũng nhất định không đi đâu. Mình bó tay với bạn luôn. Ủa cái gì vậy? Trời đẹp như vậy, nếu mình không đi du lịch thì thật là uổng phí đó nha. Nhìn nè, viên giọt nước. Đó là gì vậy? Viên giọt nước này sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được dòng đời của nước. Dòng đời của nước hả? Mây ngưng tụ lại thành mưa, sau đó rơi xuống mặt đất. Mưa theo các dòng chảy của con sông, hàng ngày thực hiện cuộc hành trình thật dài đổ ra biển. Chỉ cần chui vào viên nước này, chúng ta có thể tham gia vào cuộc hành trình của nước. Bạn thấy sao? Bạn có muốn thử cảm giác trở thành giọt nước cùng với mình không? Có vui không vậy? Bạn không thích thì thôi, mình sẽ đi du lịch một mình cũng được. Xuất phát! Chờ đã, cho mình đi chung với. Được rồi, đi thôi. Qua, nó trong suốt hả? Nhưng mọi người không nhìn thấy chúng ta đâu. Xuất phát! Chúng ta sắp đụng trần nhà đó. Không có sao đâu. Bạn có biết không, nước sau khi bốc hơi sẽ theo từng khí lưu bay lên bầu trời. Bước đầu tiên của cuộc hành trình bắt đầu từ đây nè. Qua! Quá đẹp thiệt. Nhìn kia, núi Phú Sĩ đó. Chúng ta đang ở độ cao 10.000 mét lận á. Ở độ cao này, hơi nước gặp lạnh sẽ đông lại thành những giọt nước. Những giọt nước này sẽ kết hợp lại tạo thành những đám mây mưa. Hình như là chúng ta đang tiến vào những đám mây. Nè, mình ra ngoài được không? Mình muốn chạm vào những đám mây đó. Không được, không được. Nhiệt độ bên ngoài là -40°C. Bạn mà ra ngoài sẽ bị đông thành đá đó. Các đám mây ngưng tụ lại thành mưa. Mưa rơi xuống đất tạo thành các giọt mưa. Tại sao mưa lại có hình giọt nước vậy, Doraemon? Những hạt mưa từ trên trời rơi xuống mặt đất, nó sẽ chịu tác động của lực hút trái đất, cho nên làm cho nó giãn ra. Dưới đó là núi Takai kìa. Những hạt mưa rơi xuống núi Takai, chúng sẽ chảy xuôi theo dòng sông Tana. Chúng ta sắp rơi xuống rồi kìa. Doraemon, chúng ta sắp rơi xuống mặt đất đó. Không có sao đâu. Như vậy là sao vậy? Giọt mưa ngấm xuống mặt đất tạo thành các mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm này chính là dòng nước chảy. Nó sẽ trở thành thượng nguồn cho sông Tana ngày nay đó. Đây chính là thượng nguồn sông Tana sao? Đúng rồi. Một cuộc hành trình dài ơi là dài của các con sông chảy ra biển bắt đầu từ đây. Hình như tạnh mưa rồi kìa. Doraemon. Hả? Chạy mau lên, không kịp rồi. Chắc tại tụi mình không ngon làm gì hết đó. Là mình sợ hết hồn luôn à. Nước ở đây trong xanh quá ha. Phải á. Bởi vì nước sông ở vùng này chưa bị ô nhiễm. Giờ chúng ta bắt đầu vào trong thành phố rồi nè. Lòng sông bắt đầu rộng ra rồi. Tụi mình đi xuống sông một chút nữa đi.
vậy? Đồ chơi hả? Sao kỳ quá vậy? Ở đây dơ quá, toàn là rác không à. Nước ở đây cũng đục ngầu à. Không giống với chỗ như hồi nãy tụi mình đi qua gì hết á. Rất là chính xác. Rác rưởi bị quăng xuống đây, không được dọn sạch nên chìm xuống đáy sông luôn. Nè, cái này là gì vậy? Là tháp thông hơi, để đưa nước sông đi vào nhà máy lọc nước đó. Nước được đưa vào đây sẽ được khử trùng, loại bỏ các loại rác, sau đó lọc qua một lớp cát và đất, cuối cùng là đưa vào hệ thống nước máy. Hay thiệt, để có được nước dùng cũng công phu quá ha. Không biết mình sẽ chảy vô nhà nào ha. À, chuyện này thì mình không biết đâu. Phải chờ vào vận may của mình thôi. Ra rồi, ở đây là đâu vậy? Cái này mình cũng không biết nữa. Nè, bà có cảm thấy nóng không? Hay là mình trồi lên mặt nước coi thử. À, là Shizuka. Có nghĩa là mình đang ở trong nhà tắm của Shizuka. Ôi trời, sao lại có rác ở đây vậy ta? Vừa rồi hình như mình nghe tiếng của Nobita và Doraemon thì phải. Sao kỳ vậy ta? Chắc mình tưởng tượng thôi. Thôi quá à. Tại vì tụi mình đã bị rơi xuống cống rồi. Vậy chúng ta làm gì với nước dơ này hả? Nước sẽ được đưa vào chỗ xử lý nước để làm sạch lại. Người ta sử dụng các vi sinh vật và hóa chất, chúng sẽ được hòa tan vào nước bẩn để khử độc và làm sạch nước. Nước lọc sẽ chảy ra biển và sông. À, nước dơ như vậy mà người ta có thể làm sạch được sao? Chắc là khó làm ra nước sạch lắm đó. Doraemon, Doraemon ơi, hình như tụi mình đang ở gần cửa sông Tana. Tụi mình đã đi xa như vậy rồi sao? Nhìn kìa Doraemon. Hả? Ôi Sonio, bạn tính sao hả? Tụi mình câu nãy giờ rồi mà chưa có được con nào hết á. Không có cá thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trời ơi, chán quá à. Tụi mình vậy thôi Sonio. Ờ, chắc phải vậy quá. Phải đem nóng đá này về sao? Phiền phức quá à. Đúng rồi đó. Quăng nó xuống cho rồi đi. Vậy làm đi. Hai người này thật là quá đáng. Doraemon, làm gì đó nhanh lên. Đại tướng nha, Doraemon đều khẹo luôn. Xong rồi. Hay quá, Doraemon này có thể sai khiến nước làm theo ý của mình muốn đó. Mình sẽ cho tụi nó một bài học nhớ đời luôn. Xong rồi, mình về thôi. Dừng lại. Ủa? Đi về sao? Hai người thật là cả gan dám làm dơi nước của ta. Ta chính là vị thần nước cai quản con sông Tana này. Chính là những người như các ngươi không biết thân được, con sông này mới bị ô nhiễm. Hãy nhận lấy hình phạt. Con xin lỗi thần mà. Xin thần tha mẹ. Từ giờ các ngươi còn dám xả rác xuống sông nữa không? Dạ không. Biết vậy thì đem đống rác này về đi. Dạ. Mắc cười thiệt. Phải làm như vậy hai tụi nó mới không dám xả rác nữa chứ. Đâu phải đó. À, nhìn kìa Doraemon. Biển đó. Ha, cuối cùng chúng ta cũng đến biển rồi. Mát mẻ quá à. Đúng vậy. Nè, Doraemon. Hả? Nếu như biển và sông bị ô nhiễm thì không thể nào làm sạch một cách dễ dàng, có phải không? Rất đúng. Cho nên cách tốt nhất là tất cả chúng ta phải tránh không làm điều gì gây ô nhiễm nguồn nước. Đúng vậy đó. À, Nobita, Doraemon. Chan, Sunio. Tụi mình cũng ra sông làm vệ sinh nữa nè. Không còn rác, chắc thằng sông sẽ không nổi giận nữa đâu. Nobita, Doraemon. Shizuka, mình cũng giúp bạn một tay nữa. Nhưng hình như bạn vừa tắm xong mà, nó bị dơ thì sao đây? Bạn cứ ở trên bờ đi, bọn mình làm là được rồi.
Nhưng mà tại sao bạn biết mình vừa mới tắm xong hả? Chuyện này thì mình bạn thiệt tình nè.